Ba con giáp đón vận may tháng 5 và tháng 6 âm lịch, tiền bạc đầy két, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi người đều hy vọng rằng bản thân sẽ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, cả đời không phải lo toan vất vả, cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cuộc sống sung túc, suôn sẻ và thuận lợi. Thế nhưng khi thời cơ đến, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các bậc thầy phong thủy có chỉ ra rằng thời điểm tháng 5 và tháng 6 âm lịch tới đây có ba con giáp gặp được cơ hội đổi vận, một bước lên mây, may mắn dồn dập, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Có thể nói rằng sự nghiệp của các con giáp này sẽ vô cùng thuận lợi, tiền kiếm được dễ dàng và đó cũng là dự báo cho một cuộc sống trong tương lai sung túc, giàu sang, phú quý đủ đầy. Vì vậy, để biết được ba con giáp may mắn này đó là ba con giáp nào và có những vận may nào sẽ đến với họ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi này được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạo âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt link theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Là tuổi Mùi. Chúc mừng tuổi Mùi là con giáp may mắn đầu tiên có tên trong danh sách của thần tài trong 2 tháng sắp tới. Tuổi Mùi đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Họ rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Trong cuộc sống có rất nhiều người yêu quý tuổi Mùi bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Theo tử vi tháng 5 và tháng 6 âm lịch tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn khi gặp quan hệ nhị hợp và tỷ kiên cát tinh. Công việc của mệnh chủ tuổi Mùi phụ trách đều mang lại nhiều thành quả tốt, cấp trên cũng có cái nhìn đầy ấn tượng. Tài lộc vì thế mà tăng lên rất nhiều. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết vận trình các tháng của tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi tháng 5 âm lịch cho thấy vận trình tử vi của mệnh chủ bước vào tháng 5 thuận lợi nhờ quan hệ Mùi Ngọ nhị hợp. Tháng Giáp Ngọ, mệnh chủ làm việc gì cũng thuận lợi, nhưng vấn đề còn tồn tại vướng mắc chưa giải quyết đều được giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần bản mệnh bỏ thêm chút công sức, đào sâu, suy nghĩ sẽ tìm ra được chìa khóa giải quyết. Phần tài lộc nhờ vậy cũng được nhờ cậy mà khấm khá hơn chút. Tuy nhiên, trong quan hệ xã giao, bản mệnh cần tiết chế cá tính riêng, tránh để rơi vào họa tiểu nhân đố kỵ, chơi xấu sau lưng. Mà sức khỏe, bản mệnh cũng cần chú ý về gan, mật, vì dương khí thịnh ổn trực tiếp tới hai bộ phận. Vì dương khí thịnh tổn thương trực tiếp tới hai bộ phận đó. Đồng thời, bản mệnh không nên thức khuya, tránh uống nhiều rượu. Ngược lại, nên uống nhiều nước trắng, thúc đẩy quá trình thải độc nhanh hơn. Mà tình cảm, bản mệnh cần tận dụng cơ hội tốt để thể hiện mình. Nhìn chung, chỉ có các mệnh chủ đã lập gia đình sẽ cần phải lưu ý. Tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, mệnh chủ tuổi Mùi bước vào tháng Ất Mùi, vận trình có thiên ấn và tỷ kiên song hành. Nên thiên về hướng cát tường nên bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về mặt công việc. Trong quan hệ địa chi tự hình thì đây là hung vận nhẹ nhất. Công việc còn được bạn bè thân cận giúp đỡ, những người tuổi Mùi mà làm ăn với anh em họ hàng thì sẽ không được cắt lợi. Mà tài lộc trong thời gian này gặp ấn tinh tự hình nên chủ bần cùng vất vả. Tuy nhiên, quan hệ xã giao lại thuận lợi nên đường chính tài của bản mệnh sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, trong mặt tình cảm, thất sát tàng mệnh gặp tỷ kiên gây vận vượng dọn. Tuy nhiên, trong mặt tình cảm, thất sát tà mệnh gặp tỷ kiên gây vận vượng duyên cho nữ mệnh tuổi Mùi, vậy nên nhân duyên với chồng hoặc với người yêu không được tốt.
Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, độ óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Mùi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút được tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Mùi. Thứ hai là tuổi Thân. Con sát may mắn thứ hai nhận lộc trời ban trong tháng 5, tháng 6 âm lịch chính là tuổi Thân. Mệnh chủ tuổi Thân có đầu óc khá lanh lợi và khéo léo. Điểm mạnh này không chỉ là trong học tập mà còn có biết cách ứng dụng, giải quyết mọi việc trong thực tế dù có xảy ra lỗi gì. Sự nhanh nhạy, sắc bén này còn có thể thấy ở cách mà họ nói chuyện bằng sự sinh động, đầy kích thích. Với tính cách này, trong công việc, họ có thể vận hành kế hoạch một cách khéo léo và tốc độ với hiệu suất cao. Họ cũng rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề, nên tại nơi làm việc, họ là người có năng lực và khả năng chiến đấu cao. Theo tử vi 2 tháng tới đây, con giáp tuổi Thân sẽ gặp một số thử thách bất ngờ. Tuy nhiên, tuổi Thân vẫn vượt qua và đạt được nhiều thành tựu đáng mong đợi. Trong thời gian này, công việc của mệnh chủ tuổi Thân sẽ vô cùng hanh thông và thuận lợi nhờ có các cát thần và quý nhân trợ mệnh. Các mối quan hệ xã giao vô cùng tốt đẹp giúp bản mệnh rất nhiều trong quá trình giải quyết công việc. Bên cạnh đó, cả chính tài và thứ tài đều phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, các mệnh chủ cần chú ý đến sức khỏe của mình trong 2 tháng tới. Bản mệnh đã dành nhiều tinh lực hơn cho công việc. Sự mệt mỏi, lao lực là điều không thể tránh khỏi. Trong thời gian này, bản mệnh tuổi Thân cũng cần chú ý các tai nạn gây hoại huyết quang luôn tiềm tàng. Tử vi chi tiết của tuổi Thân theo từng tháng sẽ được luận giải như sau. Tử vi tuổi Thân tháng 5 âm lịch cho thấy bước vào tháng Giáp Ngọ, bản mệnh Thân Kim có chút biến chuyển. Cùng với đó, Thái Dương quý nhân đi vào cung Quan Lộc khiến bản mệnh bận rộn. Tháng này, tuổi Thân nên tận dụng và duy trì các mối quan hệ xã giao. Quý nhân sẽ giúp bản mệnh tìm ra các kỹ năng để xử lý vấn đề. Vận tài lộc cũng được thúc đẩy. Đường chính tài được quý nhân đảm bảo nên bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm việc, nâng cao năng lực bản thân là được. Mặt khác, thiên tài tọa thiên can nguyệt lệnh nên mệnh chủ tuổi Thân cũng có nhiều cơ hội kiếm thêm trong tháng. Nhưng Thân Kim chịu hỏa ngọ, thiêu đốt nên làm đến đâu tiêu hồn đến đấy. Nhưng Thân Âm Kim chịu ngọ hỏa thiêu đốt nên làm đến đâu tiêu hết đến đấy. Chuyện tình cảm trong tháng may mắn tương đối khả quan với các mệnh chủ còn độc thân. Tuy nhiên, mặt sức khỏe thì quan hệ tương sinh tiêu hao nên thường xuyên mệt mỏi, đau đầu. Như vậy, dù có cát tinh nhưng mệnh chủ tuổi Thân luôn phải đề cao cảnh giác. Tử vi của tuổi Thân tháng 6 âm lịch. Thân Kim gặp Mùi Thổ được tương sinh, vận trình xuất hiện ấn tinh chủ về mặt quyền lực và vị thế. Có thể nói sự nghiệp của tuổi Thân gặp rất nhiều cát lợi, đem lại điều cát thần chủ về nâng đỡ vận trình công việc mà bản mệnh có thể kê cao của mang ngủ. Ngược lại, với sự nghiệp thăng hoa, vận trình tài vận của mệnh chủ tuổi Thân có phần lao đao hơn. Thiên ấn gặp được thất sát tinh, hóa sát, khiến khả năng nắm bắt đồng tiền của bản mệnh bị suy giảm khá nhiều. Tuy nhiên, nhờ kiếp sát chiếu mệnh, tuổi Thân có chỉ dũng hơn người, trời sinh anh tú lại cần cù quyết đoán. Những mệnh chủ làm ăn thì nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, những mệnh chủ làm công ăn lương thì có cách gia tăng thêm thu nhập từ các đường thiên tài bên ngoài. Tuy nhiên, đây là tháng mà tuổi Thân phải nắm chắc túi tiền của mình, thay vì mạo hiểm đầu tư hoặc theo đuổi một số tiền không có thực. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Thân hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa,
đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để biết mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ. Thứ ba là tuổi Mão. Chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn cuối cùng trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch sắp tới. Tuổi Mão là người khá có duyên, lúc nào cũng tươi cười, nhã nhặn, nên rất dễ dàng trong việc giành được thiện cảm với người xung quanh, kể cả người cùng giới, người khác giới, đồng nghiệp lẫn cấp trên. Họ cũng là người rất giỏi trong việc tạo bầu không khí cho đội nhóm. Bên cạnh đó, họ còn là người có sự cảm nhận tốt, nên tuổi Mão rất nhanh chóng trong việc nhìn ra mấu chốt, cách thức để làm một điều gì đó, nên ngay cả những trải nghiệm lần đầu, họ cũng đều có thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Tử vi năm Tân Sửu có nói, trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch, mọi gian khổ và khó khăn đều nhường lại cho tuổi Mão tận hưởng vinh hoa, phú quý, tài vận khởi sắc bất ngờ. Tuổi Mão sẽ gặp vô vàn những điều may mắn, tài lộc về tiền bạc, tiêu pha thoải mái mà không lo hết. Trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Mão dễ dàng thăng quan, tiến chức, tăng lương, tăng bổng, cuộc sống cực kỳ an toàn, viên mãn. Tuy nhiên, để có được một thành công thì tuổi Mão cũng phải trải qua quá trình vất vả, khó khăn, không hề nhỏ. Bên cạnh đó, vận trình sức khỏe của tuổi Mão sẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ tình hình công việc. Sự nghiệp bước vào giai đoạn mới, phát triển, bản mệnh dường như bị cuốn quá sâu, khiến thể lực không đảm bảo. Cho nên mỗi khi mệt, tuổi Mão nên giảm bớt lượng công việc đang làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Bản mệnh cũng cần tập trung vào việc ăn uống đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng. Sau đây sẽ là tử vi chi tiết của tuổi Mão trong thời điểm tháng 5, tháng 6 âm lịch. Tử vi của tuổi Mão tháng 5 âm lịch cho thấy, tháng mới là lúc để tuổi Mão thể hiện được sự uy tín của mình trong công việc, nhờ đó mà tuổi Mão được tin tưởng hơn bao giờ hết. Nhiều mệnh chủ còn được giao cho nhiệm vụ quan trọng, đó là lúc mệnh chủ được phát huy tối đa năng lực của bản thân. Vì thế hãy cố gắng tập trung, đừng vì bất kỳ lý do nào mà sao nhãng. Đế vượng là sao tốt mang tới nguồn năng lượng dồi dào để những con giáp tuổi Mão có thể cho thấy sức ảnh hưởng và tài lãnh đạo của mình. Tháng này, nhiều mệnh chủ may mắn được nâng lương và thăng chức, đều nhờ công sức của bản mệnh đã được lãnh đạo ghi nhận. Tuy nhiên, kết tài xuất hiện sẽ có họa thị phi của những kẻ ghen ăn tức ở với hạnh phúc và thành công của bản mệnh. Hôm đó, tháng này, bản mệnh nên giữ mồm giữ miệng, đừng khoe khoang quá về cuộc sống của mình. Tử vi còn nhận thấy, tháng này, tình hình tài chính của con giáp tuổi Mão khá rực rỡ, thậm chí có rất nhiều mệnh chủ có khẳng định tiết kiệm được một khoản kha khá đảm bảo cho tuổi Mão có tương lai tốt. Để mọi sự được thuận lợi, bản mệnh cần buông bỏ bớt sự kiểm soát về đối phương và để mối quan hệ được tiến hành một cách tự nhiên. Tử vi tuổi Mão tháng 6 âm lịch, mệnh chủ bước vào tháng Ất Mùi gặp cục diện Hợi Mão Mùi hợp mộc cục. Tuy rằng cục diện thiếu mất hợi, nhưng mệnh chủ tuổi Mão vẫn gặp đế vượng tại Mão, bản mệnh sẽ phải lao động hết sức thì mới có được thành công như ngày hôm nay. Nhưng phải chú ý đến vận trình bước sang thế suy thoái, phòng trường sinh lâm quan còn cho thấy mệnh chủ tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc đáng để chờ đợi. Mặt tài lộc thăng tiến, vượng đế và lâm quan che chở trong tháng tuổi Mão, không cần phải quá lo lắng mặt tiền. Bên cạnh đó quan hệ bán tâm hợp với nguyên lệnh, xung mối nhân duyên của mệnh chủ độc thân dồi dào hơn, tình cảm vợ chồng cũng vô cùng thuận lợi, vợ chồng thấu hiểu nhau, chăm sóc lẫn nhau. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Mão hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và phần hạn luôn rình rập ở xung quanh chúng ta. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp bên mình, sẽ như tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Không như vậy, vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các bệnh của chủ tuổi Mão. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Mão. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.